Thưa quý vị và các bạn, cuối năm 2014, chúng tôi có phóng sự nêu việc nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Đà Lạt ở xã Xuân Trường do công ty trách nhiệm hữu hạn Môi trường Năng lượng Xanh làm chủ đầu tư bao giờ hoàn thành và chính thức đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó, điều mà người dân quan tâm là khi nhà máy đi vào hoạt động thì công nghệ dây chuyền hệ thống lò đốt rác và chất thải rắn được xử lý như thế nào. Sau một thời gian nỗ lực thi công vận hành chạy thử thành công, đến thời điểm này, nhà máy xử lý rác đã chính thức đi vào hoạt động. Đây cũng là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 10. Đây là hệ thống dây chuyền khép kín lò xử lý rác thải rắn thành phố Đà Lạt ở xã Xuân Trường. Sau một thời gian triển khai xây dựng, với sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương, sự nỗ lực từ phía chủ đầu tư và đơn vị thi công, đến nay các hạng mục chính của công trình dự án đã hoàn thành, chính thức đi vào hoạt động. Dự án này tổng mức đầu tư trên 381 tỷ đồng, được chia thành hai giai đoạn đầu tư. Giai đoạn 1, công ty đã đầu tư 170 tỷ đồng để xây dựng nhà xưởng, hệ thống đường giao thông, điện nước và dây chuyền xử lý tách lọc rác. Một trong những hạng mục quan trọng nhất của nhà máy đó là công ty trách nhiệm hữu hạn Môi trường Năng lượng Xanh đã mạnh dạn đầu tư lắp ráp lò đốt rác thải theo công nghệ plasma. Đây là một trong những lò đốt hiện đại nhất hiện nay, có thể đốt triệt để các loại rác thải, đặc biệt là rác thải độc hại. Qua quá trình vận hành chạy thử lò đốt này đã xử lý triệt để khí thải và nước rỉ từ rác, không để khói tràn ra ngoài môi trường. Các loại rác nước thải sau khi được xử lý còn được tận dụng để sản xuất phân vi sinh và các sản phẩm khác. Với những ưu điểm đó, nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Đà Lạt đi vào hoạt động không những giải quyết được bài toán khó về môi trường mà còn tận dụng được các nguồn rác thải để tái đầu tư trong các lĩnh vực khác. Với công suất thiết kế 200 tấn một ngày đêm, không chỉ xử lý rác thải trên địa bàn thành phố mà còn đáp ứng nhu cầu cho các vùng phụ cận, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.